Hello, xin chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyệt, nhân viên hợp tác xã Sao Phúc Sen. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các anh chị bộ 4 mẫu dao bên em. Đấy, có vỏ này, 2 con cán cẩm chì và 2 con cán môn. Đấy, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến các anh chị, đấy là một mẫu dao mèo cán ốp, một mẫu dao mèo môn cán ốp. Đấy, trong quá trình mà em tư vấn thì cũng rất là nhiều anh hỏi cái mẫu dao này. Thì hiện tại thì bên em cũng đang sản xuất rồi. Đó, thì ở đây thì em sẽ có một mẫu mèo size 28 ạ. Đây, size 28 ạ. Đó, cái này thì sẽ có chiều dài lưỡi là 28cm. Bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 6,5 ạ. Đấy, rơi vào khoảng 6,5 nha các anh chị ơi. Và lưỡi dao thì sẽ được mài trắng đi như thế này. Đây. Đó, và ở đây thì mặt nó sẽ là hai mặt đen như thế này. Đây, và khác biệt ở đây một chút là con này thì nó sẽ là bản cán ốp nha các anh chị ơi. Đấy, bản cán ốp ạ. Đây, nhiều anh thì trước thì cũng có nhiều anh rất là thích cái dáng này và cũng đặt làm bên em, nhưng mà đây, hiện tại thì em đang có rồi nhá. Ở đây thì cán ốp sống dao nó sẽ dài đến đây này. Đó, và đây chị có thể thấy này. Đấy, nó dài đến đây luôn, chứ không phải là nhiều anh chị thì hay bảo là sợ là cái lưỡi dao này, cái này mình làm rồi ấy, nhưng mà mình đem mình chặt thì nó sẽ bị gãy ấy. Thì không có đâu ạ, ở đây thì bên em làm liền nha. Và ở đây thì gỗ này là gỗ mun ạ. Đấy, ốp hai bên và chốt ba đinh rất là chắc chắn ạ. Đó, chốt ba đinh rất là chắc chắn này. Đấy, thiết kế thì hơi khác biệt một chút là hình đốt trúc, nhìn con dao nó rất là khỏe khoắn, nhìn dáng nó kiểu mới lạ ấy. Đó, nếu anh chị nào mà mình chuyên để đi rừng hoặc là mình trưng bày, mình mua để mình tặng thì nên chọn những cái mẫu dao như thế này. Cái này hiện tại đang có giá là 1.290.000, 1.290.000 nha các anh chị ơi. Đó, và tất cả dao bên em này đều có dập này, đều có dập chữ HTX Dao Phúc Sen và có tem chống hàng giả ở đây ạ. Đó, này, đây, đốt trúc này làm rất là tỉ mỉ. Ở đây thì bên em phóng phun một lớp bóng bảo vệ để bảo vệ gỗ thôi. Đấy, nhìn nó trơn thế này thôi chứ cầm nó không hề bị trơn trượt gì đâu nha. Đó, cầm nó rất là ôm tay, chắc tay luôn. Và cái cây này cầm đầm tay lắm các anh chị ạ. Nếu mà mình đi rừng ấy thì mình nên chọn những cái mẫu dao như thế này. Chặt cây nó không mất quá nhiều sức này. Ngoài ra thì mình đi chơi, đi cắm trại thì mình chọn những cái mẫu như thế này, mình có thể mình vừa thái được này, mình chặt gà vịt được này. Ngoài ra thì mình có thể là mình đào đất này, mình chặt cây, vớt cây, chẻ cành đều được nha. Đó, khi mà không dùng đến thì mình có thể là mình cho vào vỏ này. Đó, khi mà mình không dùng đến này, mình cho vào vỏ này. Đây, vỏ đấy ạ. Đấy, vỏ thì thiết kế cũng rất là khác này, kiểu dáng rất là mới lạ này. Đó, ở đây thì cũng có những cái đốt trúc, mình đốt trúc như thế này. Đây, ở đây thì chốt này, chốt đinh ở đây thì cũng là đồng thau nha, đều là đồng thau nha các anh chị ơi. Đấy, nhỏ nhỏ thôi nhưng làm rất là tỉ mỉ này. Đấy, thì mình có thể là mình bỏ vào đây, mình bỏ vào vỏ như thế này. Đó, khi mà mình không dùng lên đến ấy, mình có thể là mình treo lên này. Nhiều anh thì hay mua dao anh để đầu giường hoặc là anh treo phòng khách. Đấy, những anh rất canh thì rất thích là những cái dáng như thế này, những cái bản đen nó huyền bí, nhìn nó đẹp, đẹp với một kiểu gì đấy rất là khác luôn. Đó. Đây ạ. Rồi, cái này hiện tại đang có giá là 1.290.000 nha các anh chị ơi. Đó. Đây, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các anh chị một mẫu dao mèo, một mẫu dao mèo mun bản truyền thống của bên em. Đó, ở đây thì đây, cái này thì nhiều anh chị nào mà mình theo dõi kênh của bên em thì chắc hẳn là các anh chị cũng biết rồi. Thì hôm nay thì em cũng sẽ lên cho các anh chị tiện thì mình có thể là mình so sánh xem là cái cán tra và cái cán ốp này nó khác nhau như thế nào, và tiện để mình khi mà mình lựa chọn ấy, mình có thể là mình xem, mình theo dõi mình xem để mình có thể là mình lựa chọn luôn. Đây, ở đây thì cây này thì cũng có chiều dài lưỡi là 28cm, bản rộng ở đây cũng rơi vào 6,5 này, và sống dao ở đây thì sẽ dày 6 ly sát đều về phần lưỡi ạ. Đó, đây, thiết kế lưỡi thì nó cũng sẽ được mài trắng đi như thế này và mặt nhám này, hai bên như thế này. Đó, khâu và chốt ở đây thì nó sẽ khác là nó không phải là bản cán ốp. Cán này thì nó cũng sẽ là cán môn, nhưng cán này thì sẽ là để trơn nha, không hề phun bóng nha. Và khâu và chốt này thì sẽ là đồng thau ạ. Đấy, cán tra này, cán tra cán thẳng này. Còn cây vừa rồi em lên cho các anh chị đấy là bản cán ốp. Đấy, nếu mà anh chị nào mình không thích những cái mẫu cán ốp thì những anh thì hay bảo là cán ốp thì không chắc chắn ý, mình thích những cái cán tra hơn thì mình có thể là mình lựa chọn sang mẫu này ạ. Đấy, cái này thì hiện tại đang có giá là 920.000 nha các anh chị ơi. Đấy, về chức năng thì nó cũng sẽ như nhau, nó chỉ khác nhau về kiểu dáng thôi, chỉ khác nhau về kiểu dáng cái thiết kế phần vỏ thôi. Đấy, cái này đang có giá là 920.000. Và ở đây phần vỏ này, ở đây vỏ này thì nó cũng sẽ là cán mun, ở đây thì nó sẽ là mun sọc nha các anh chị ơi. Đó, ở đây sẽ là mun sọc. Ngoài ra thì sẽ được tết thêm dây đay này, dây gai này. Đấy, và ở đây thì sẽ có thêm hai cái đồng xu may mắn.
Dạ, rất là xinh luôn. Đó. Đây, ngoài ra thì có một điểm khác biệt nữa thì ở đây này, cái bản này này thì sẽ có thêm một cái đục thêm một cái lỗ để thoát nước ở đây. Hai cái đây. Đó. Rất là tiện này. Đấy. Em sẽ bỏ dao vào để các chị có thể nhìn rõ hơn nhé. Dạ. Cái này thì hiện tại đang có giá là 920.000 nhá. 920.000 một em mèo mun như thế này, size 28 ạ. Nếu anh chị nào mà mình đi rừng, đi picnic, cắm trại thì mình nên lựa chọn những cái mẫu như thế này. Đấy, như cái mẫu cá tra. Đấy, hai mẫu 28 ở đây. Đấy, mình có thể là mình nếu mà mình thích cái tản cá ốp thì mình sẽ lựa chọn cái dáng này. Còn đâu về chức năng thì nó sẽ như nhau. Chức năng thì nó sẽ như nhau, nó chỉ khác nhau về cái kiểu dáng thôi. Đó. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các anh chị một mẫu dao mới bên em. Cái này có mã là DT02. Cái này thì hiện tại đang có giá là 600 không vỏ nhá. 600 không vỏ, và nếu anh chị nào mình lấy kèm vỏ thì sẽ có giá là 900.000 ạ. Đấy, cái này thì sẽ có chiều dài lưỡi dài 28 cm. Bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 6,5 cm ạ. Đây, và phần lưỡi này. Đấy, cái phần lưỡi này được mài trắng đi, cả mài trắng, cái phần lưỡi này mài trắng, nó sẽ được mài trắng đi nhiều hơn so với những cái mẫu dao mèo vừa rồi em lên. Đó. Đây ạ. Và cái đây ở đây thì nó sẽ hơi vát một chút này. Dáng thiết kế nó sẽ hơi vát một chút để nhìn con dao nó không quá thô. Và ở đây thì sống dao này sẽ dày 6 ly ạ. Đây, sống dao này sẽ dày 6 ly nha các anh chị ơi. Đó. Đây. Mặt sau ạ. Đó. Cán này cũng sẽ là cán gỗ cầm chỉ, và khâu và chốt thì đều là đồng thau. Cái này thì nó hơi khác một chút, nó không phải là cái bản cán tra, cán thẳng, hay là cán nó hơi thắt vát một chút ấy. Đấy, ở đây thì nó sẽ hơi cong. Đây, cong hình nó hình kiểu hình cái góc ấy. Đó, nhìn nó rất là khác này. Cầm như thế này, khi mà mình cầm như thế này, đấy, rất là ôm tay luôn. Rất là ôm tay nha. Mà nếu mà anh chị mình mà treo lên ấy, thì mình cột dây vào đây mình treo lên thì cũng rất là tiện. Đó, treo lên thì cũng rất là tiện. Đây, và tất cả dao bên em này sẽ có chữ HTX, dao phúc sen giật chìm, và có tem chống hàng giả nhá. Mình có thể là mình dùng iCheck hoặc là mình dùng Zalo để mình quét này, thì sẽ ra đầy đủ thông tin này, đơn vị sản xuất của bên em. Đấy, cái này thì hiện tại nếu mà anh chị nào mà mình thích không vỏ thì đang có giá là 600.000 một em không vỏ. Và nếu mà anh chị lấy kèm có vỏ này, ở đây thì hôm nay em có mang, đây, ở đây em cũng có một cây có vỏ luôn. Đấy, thì em sẽ giới thiệu đến các anh chị mình luôn. À, đây ạ, đây. Cái vỏ này thì nó thiết kế thì đây, cái dáng thì nó sẽ ôm theo cái lưỡi dao rồi này. Và ở đây thì cái phần trên này này nó cũng thiết kế nó hơi uốn lượn một chút, tạo cảm giác mềm mại hơn cho cái vỏ này cũng như là cái lưỡi dao. Đó. Dạ, nó tất cả vỏ thì sẽ là bản cán ốp này, ốp hai bên này, và chốt ở đây thì sẽ là đinh nha. Đinh đồng này, đồng đây là đồng vàng ạ. Đó. Đây. Đấy, gỗ cẩm chỉ thì bao giờ nó cũng sẽ lên vân đều và đẹp hơn gỗ mun. Các anh chị cũng như này. Cái này là gỗ cẩm chỉ này. Đấy. Gỗ tự nhiên nên là mỗi cây nó sẽ lên một vân khác nhau nha. Và ở đây thì đây, có thiết kế thêm một cái điểm rồ, nó vừa tạo điểm nhấn này. Ngoài ra thì mình có thể là mình tết thêm dây đay này, dây đay này mình tết vào đây để mình buộc cho nó đẹp này, để trang trí, hoặc là mình treo lên. Đấy, cũng rất là tiện này. Đây, em sẽ tra dao vào vỏ để các anh chị có thể nhìn rõ hơn cái sản phẩm này nhá. Đấy ạ. Đó. Nhìn con dao cảm giác nó cũng mềm mại hơn, nó không quá thô ấy. Đấy, anh chị mình có thể là mình mua tặng này, mình mua để trang trí hoặc là mình đi rừng đều được nha. Về chất lượng thì dao bên em sẽ như nhau thôi, nó đều cùng một chất lượng, đấy là một chất liệu, đấy là thép nhít xe ô tô Nga. Cán thì sẽ được làm từ hai loại gỗ là gỗ mun và gỗ cẩm chỉ, đều là hai cái loại gỗ dai bền không thấm nước. Đấy, thì cũng tùy thuộc xem là mình thích cái dáng dao và cái gỗ gì thì mình có thể là lựa chọn nha các anh chị. Đây, và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các anh chị một mẫu dao, cũng là một mẫu dao đi rừng bản lớn bên em, có mã là DT01. Đấy, DT01 ạ. Đây, cái này thì sẽ được mài trắng lưỡi đi như thế này. Mài trắng lưỡi đều hai bên này. Đấy, nó không phải là dòng thép nhíp không gỉ hay là thép nhíp mài hay là thép nhíp ấy đâu nha. Nó là một cái dòng thép nhíp Nga được mài trắng đi thôi ạ. Và ở đây thì cây này thiết kế nó hơi khác một chút, là ở đây nó sẽ có thêm cái lá chắn này. Đấy, nhiều anh thì rất thích những cái bản như thế này, còn lá chắn cầm cảm giác nó sẽ an toàn hơn. Đây, mình cầm thì nó sẽ an toàn hơn khi mà mình chặt cây to ấy. Những cái bản như thế này thì mình sẽ chặt được các cây to này, tre núa đều được nha các anh chị ơi. Đó, phát quang đều được ạ. Cái này thì hiện tại đang có giá là 600.000 không vỏ, và có vỏ thì đang có giá là 900 ạ. Đấy, có vỏ đang có giá là 900. Cái này thì sẽ có chiều dài lưỡi dài 30 cm, và ở đây thì nó sẽ vát này, nó sẽ không hơi uốn lượn một chút như cái cây DT02. Cái bản nó sẽ thô hơn một chút đây. Đấy, cây này thì sẽ có chiều dày sống dao là 6 ly ạ.
Đây, bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 7cm nha. Đây, phần bản rộng này. Đó, và ở đây thì khâu và chốt này thì đều là đồng thau ạ. Còn cái lá chắn này, đây, cái lá chắn này. Đó, cầm này. Nhưng mà cầm rất là an toàn luôn. Và ở đây thì cái phần cán này, cán nó sẽ hơi vát này, không phải là cán thẳng mà cán nó cũng không cong. Đấy, những cái bản như thế này thì khi mà mình cầm ấy ấp rất là ôm tay luôn, không sợ là bị trơn trượt gì đâu nha các anh chị ơi. Đấy, và cán này ở đây là cán gỗ cẩm chỉ nha. Đấy, ra bên em thì chỉ có cán cẩm chỉ và cán mun thôi. Đó, ở đây thì sẽ bỏ vào vỏ luôn để các anh chị mình có thể nhìn rõ hơn cái sản phẩm này nhá. Đây ạ. Đây, đấy, gỗ cẩm chỉ này, mỗi cây thì nó sẽ lên một vân rất là khác nhau này. Đó, ở đây thì cây này thiết kế nó cũng khác luôn. Thiết kế ở đây thì sẽ hơi vát một chút, dáng nó hơi giống con parang. Parang, và ở đây thì sẽ có thêm một cái điểm gờ để mình có thể là mình tết thêm dây mình treo lên, trang trí cho nó đẹp. Đó, cây này hiện tại cả vỏ đang có giá là 900.000 nha các anh chị ơi. Đó, đây, hôm nay thì em mang đến đây cho các anh chị hai mẫu dao mèo mun và hai mẫu dao đi sừng mặn lớn ở bên em. Bốn mẫu dao này thì em cũng vừa báo giá và giới thiệu đến các anh chị rồi. Nếu mà các anh chị mình mà đang quan tâm đến cái sản phẩm nào thì các anh chị có thể là gọi điện trực tiếp cho em theo số 0987240733, hoặc là kết bạn với Zalo cho em theo số 0987240733. Mình cũng có thể là mình truy cập vào website htxgiaophucsen.com hoặc là giaophucsen.vn để tham khảo thêm mẫu khác các anh chị nhé. Đấy, thì hôm nay thì em xin phép em tạm dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị vào những clip sau nhé. Xin chào.